Con để ý mới thấy là mẹ ít hay đi du lịch lắm. Hay là sắp xếp một ngày nào đó gia đình mình đi du lịch đi mẹ. Con thấy nhà Hoàng My á mẹ, cả nhà đi du lịch vui ghê á. Ủa, nhà đi du lịch bao lâu rồi con? Chừng nào mới về? Đi có 3 ngày thôi mẹ. Nên là đang gửi bé Ri á, ở bên nhà mẹ chồng con nè. Dì nghĩ á, cha mẹ dù bận cách mấy cũng không nên gửi con qua nhà người khác như vậy. À, không có sao đâu dì. Con My với con á là hai đứa thân nhau lắm, như là chị em ruột vậy đó. Với lại nhà của anh Andy á cũng thích Mary, nó dễ thương lắm. Nên là gia đình con cũng thấy chuyện đó là bình thường à. Đã là vợ là mẹ thì phải biết cân bằng hết tất cả mọi chuyện. Tình trạng như bạn của con á chắc là quá ham chơi cho nên mới như vậy thôi. Nè Andy, hình như là con thích em bé lắm phải không? À, Mary qua nhà con chơi ai cũng vui, ai cũng cưng Mary hết á. Phân công ra chăm sóc bé Ri đàng hoàng nha, như vợ chồng con nè, là lãnh nhiệm vụ mua sách mua truyện về để đọc cho bé Ri nghe trước khi đi ngủ. Nhỏ qua chơi có 3 ngày mà anh lên kế hoạch đủ thứ giống như là 3 tháng vậy. Thôi chị vào đi ngủ đi, khuya rồi. Hôm nay cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em. Ủa vì chuyện gì? Thì hồi nãy cũng may với em xuất hiện giải vây cho chị, nếu không chị cũng không biết nói gì với anh Bình nữa. Chị mà không nói á là em tưởng sự xuất hiện của em làm phiền chị luôn á. Thôi chị vào đi, đứng đây ngoài cản đó. Ừ. Chuyện học tiếng Anh á, chị cũng còn nợ em nữa, nên ngày mai em muốn ăn gì chị nấu cho em. Cho em mượn cái tay đi. Tại gì nữa đây? Để cho em mượn đi. Đi mà. Tướng này. Được cái làm tới ha. Gì vậy? Bây giờ trong lòng em, chị là chữ đó. Chỉ cần chị ghi nhớ chữ đó thôi, đó là một lời cảm ơn em rồi đó. Thôi biết rồi. Chị vô đây. Chị vô đi nha. Cảm ơn nhóc. Dạ. Con thích ăn ngoài sân hơn. Sao vậy? Sao vậy? Bởi vì con vừa ăn vừa bán bánh mì phụ cô May với chú Đạt á. Trời ơi, vậy thấy, đó. Thấy chưa, con gái là nhờ giả được á chứ. Rất quá đi. Rồi còn phụ bán bánh mì nữa. Dạ. Rồi nhớ là phụ sắc dưa leo luôn đó. Giỏi dễ sợ không? À, chú ơi, cô Tị Anh đã bao giờ phụ chú bán bánh mì chưa? Chưa luôn á. Trời, Cherry phụ chú bán mì là số 1 luôn nha. Ngoan quá. Thấy con gái dễ thương. Dạ. Thôi. Bây giờ á, chú Đạt đưa con vô rửa tay rồi ăn cơm cho ngon ha. Dạ. Đi nè. Tên đen tên đen đen. Dạ cơm ơi. Bà xã. Cherry về hả con? Dạ. Rửa tay rồi ăn cơm. Dạ. Con à, con có sao không? Dạ không. Chắc mấy nay con thiếu ngủ nên con hơi mệt chút xíu. Mẹ vô ăn cơm luôn mẹ. Đang chờ ba. Dạ. Mẹ chồng nắng sâu